Lấy chồng được hơn 10 năm, gia đình nhà chị Cần, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, có 4 đứa con. Cả 4 ca sinh, chị đều lựa chọn đẻ tại nhà. Trong số 4 đứa con, đứa nhỏ nhất chưa tròn 1 tháng tuổi, còn đứa thứ 3 đã mất bởi căn bệnh tim bẩm sinh. Chị có thấy sinh tại nhà nó có nguy hiểm hay là có gặp cái rắc rối gì trong khi sinh không? Tôi chả thấy có gặp cái gì đâu. Tôi thấy mẹ tròn con buông, mẹ khỏe con khỏe, không chả thấy có gì đâu. Cũng sinh sống tại xã Hiền Quan là chị Nguyễn Hải Hà, 35 tuổi. Giống như chị Cần, điều kiện gia đình không cho phép khi chồng đi làm xa. Cùng suy nghĩ, con cái là lộc trời cho, chị Hà cũng lựa chọn sinh con ngay tại nhà. Có nhiều các vấn đề như là các bà mẹ bị viêm nhiễm đấy, sinh ra con bị tật bị ở đấy. Thì em cũng lo lắng và bối rối lắm, cũng sợ. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nên là em phải sinh ở nhà. Những trường hợp như của chị Hà và chị Cần không phải là những câu chuyện cá biệt tại xã Hiền Quan. Với đại bộ phận người dân, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Không ít những phụ nữ ở đây vẫn tâm niệm con cái là của trời. Họ phó mặc cho bản năng của con người. Điều này lý giải cho con số thống kê của xã Hiền Quan, khi trung bình cứ 100 ca thì có từ 5 đến 10 ca sinh tại nhà. Chính vì là không có tai biến gì xảy ra. Họ để ngày 13 tháng 1 nhé, thì là ngày 24. Từ đầu năm 2018 đến nay thì là so với cái số đẻ nhà của năm ngoái thì năm 18 giảm nhiều, giảm gần như là 50%. 6 tháng đầu năm là có 3 ca và vừa rồi thêm 1 ca đó là 4. Sinh tại nhà đã từng là lựa chọn phổ biến ở Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ 20, khi điều kiện cơ sở vật chất và nhận thức không cho phép người dân được tiếp cận với các cơ sở y tế. Việc chưa có bất kỳ một công trình nghiên cứu nào về sinh tự nhiên, đồng nghĩa với việc sinh con khi không có bất kỳ một hỗ trợ y khoa nào là hành vi vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể bị truy tố nếu đe dọa đến tính mạng của em bé và người mẹ. Thường đa phần những cái sản phụ mà tới bệnh viện trong tình trạng gọi sinh con tại nhà, người ta tới khi mà một đấy là đầu con đã ra thập thò bên ngoài âm đạo rồi. Hai đấy là những trường hợp con đã đẻ ra ngoài nhưng dây rốn chưa cắt và rau chưa bong. Bệnh viện thì đã từng tiếp nhận một bệnh nhân rất là nặng nề trong một tình trạng bệnh nhân là người dân tộc sinh con tại nhà. Và bệnh nhân đã tự ý dùng dao để cắt rốn cho con. Sau đó đã xảy ra một tình trạng bệnh nhân đến viện với con một tình trạng uốn ván rốn rất nặng. Người mẹ thì đã rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn tử cung rất nặng nề. Tạp chí Women and Birth cũng đã ghi nhận 3 ca sinh tự nhiên trên thế giới. Mặc dù được kiểm soát chặt chẽ, một trong số 3 ca đã ghi nhận trẻ bị viêm gan. Nguyên nhân được nghi ngờ xuất phát từ phương pháp sinh tự nhiên. Thực ra với về vấn đề y học ạ, chỉ có hai cái vấn đề là sinh con theo sự hướng dẫn của thầy thuốc và một trường hợp như bạn nói đấy là vấn đề về sinh con tự nhiên tại nhà. Thế nhưng Bộ Y tế đã khẳng định một vấn đề đấy là sinh con tự nhiên là một tình trạng gọi là phản khoa học, bởi vì nó có xảy ra rất là nhiều nguy cơ hay còn gọi là biến chứng cho người mẹ và con sau khi đẻ. Thứ nhất đấy là nguy cơ đấy là nguy cơ vỡ tử cung sau đẻ. Nguy cơ thứ hai đấy là có thể xảy ra băng huyết do tình trạng đờ tử cung sau đẻ, không có nhân viên y tế tiêm thuốc. Nguy cơ thứ ba đấy là nguy cơ nhiễm trùng cho người mẹ và nguy cơ nhiễm uốn ván rốn cho sơ sinh do vấn đề không có nhân viên y tế cắt rốn cho sơ sinh. Một vài năm trở lại đây, phong trào sinh tự nhiên được cổ vũ bởi một số cộng đồng làm cha mẹ. Sinh tự nhiên hay cách thức sinh con tại nhà khi không áp dụng bất kỳ các biện pháp giám sát hay can thiệp của y tế trong quá trình sinh nở có nhiều điểm tương đồng. Dễ nhận thấy nhất ở cả hai cách sinh nở này là vai trò của các bác sĩ sản khoa gần như không xuất hiện. Cuối tháng 9 vừa qua, một phụ nữ 34 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên trong tình trạng vỡ tử cung, mất máu, sức khỏe nguy kịch khi áp dụng phương pháp sinh tự nhiên ngay tại nhà.
Cái chuyện sinh từ tự nhiên ấy là một cái điều thực sự là rất tự nhiên, nhưng mà có tạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ không? Cũng có. Cho nên ấy, y học mới phải can thiệp vào cái sự sinh nở của người phụ nữ để giảm thiểu bớt tất cả những cái nguy cơ mà chúng ta không phải dễ dàng tự mình chống đỡ được. Thì đấy là điều cần thiết. Cho nên ấy, tại sao chúng ta lại từ chối một cái sự tuyệt vời hơn, an toàn hơn, là chọn một cái phương án là hoàn toàn cổ xưa và hoàn toàn là đầy hiểm nguy khi mà chúng ta phải chống chọi một mình. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, sản phụ và người nhà cần lưu ý sàng lọc trước sinh để hạn chế thấp nhất nguy cơ mắc bệnh di truyền, thăm khám và tiêm phòng đầy đủ trong suốt quá trình mang thai, có phương án chuẩn bị cho ngày dự sinh. Ở xã Hiền Quan, những câu chuyện về việc sinh nở tại nhà rồi gặp biến chứng vốn không còn là những câu chuyện xưa cũ của thế hệ trước. Nó được kể, được truyền miệng bởi chính những người phụ nữ trẻ có tuổi đời mới ngoài 30, mà trong đó họ chính là nhân vật chính. Dẫu vậy, những người phụ nữ này, họ vẫn sẽ phó mặc sức khỏe của những đứa trẻ. Họ vẫn sẽ sinh nở tại nhà, bởi họ vẫn tin rằng con cái là phúc trời cho.